Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 11 tháng 4. Sau đây sẽ là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc mưa mát mẻ trước khi nắng nóng trở lại. Đề phòng chiều cường vùng ven biển phía Đông Nam Bộ. Tháng 3 ghi nhận một kỷ lục thời tiết chưa từng có. Thưa quý vị, theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, không khí lạnh suy yếu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, trời dịu mát, sau đó hửng nắng, tăng nhiệt. Riêng Nam Bộ vẫn nắng nóng triền miên. Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11 tháng 4, áp cao lục địa suy yếu và biến tính. Trên cao, vùng hội tụ gió còn ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bắc Bộ. Từ ngày 11 chỉ còn sương mù vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Từ 12 tháng 4, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía nước ta chiếm ưu thế. Do đó trên cả nước ít mưa. Khoảng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều ngày. Thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 11 tháng 4, thời tiết chuyển biến tốt, chỉ còn sương mù vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 29 đến 33 độ, thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong ngày hôm nay. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Vinh nhiều mây có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Thành phố Huế trời quang mây, nhiều nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thành phố Đà Nẵng trời trong xanh, nhiều nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Và thành phố Hồ Chí Minh có mây trời nắng, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước vùng ven biển phía đông của Nam Bộ có xu hướng tăng. Mực nước trạm Vũng Tàu có thể đạt đến 4,5 m. Chiều cường trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía đông của Nam Bộ. Trước đó, ven biển các tỉnh, thành phố từ Vũng Tàu đến Cà Mau có mực nước cao nhất từ 4 đến 4,1 m vào khoảng từ 24 giờ ngày 9 tháng 4 đến 3 giờ ngày 10 tháng 4. Và từ 13 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Cảnh báo trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước vùng ven biển phía đông của Nam Bộ có xu hướng tăng, mực nước trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,5 m. Người dân đề phòng nguy cơ ngập do chiều cường ở các khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao các tỉnh thành phố từ Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau. Ngày 11 tháng 4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian nắng nóng từ 12 đến 16 giờ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 độ. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Mới đây, các nhà khoa học xác nhận rằng tháng 3 là tháng nóng kỷ lục, kéo dài đợt nắng nóng bất thường trên toàn cầu. Tình thế làm dấy lên những lời kêu gọi khẩn cấp cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính, nguyên nhân khiến cho trái đất nóng lên. Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus C3S của Liên minh châu Âu EU cho biết, tháng 3 là tháng thứ 10 liên tiếp có nhiệt độ nóng hơn bao giờ hết so với các tháng 3 trong quá khứ. Tình trạng này đã duy trì từ tháng 6 năm ngoái. Cụ thể, tháng 3 năm nay nóng hơn 1,68 độ so với tháng 3 trung bình trong khoảng thời gian tiền công nghiệp từ năm 1850 đến năm 1900. Tháng 3 năm nay nóng hơn 0,1 độ so với mức cao trước đó được ghi nhận vào tháng 3 năm 2016. Như vậy, tháng 3 năm 2024 tiếp tục xô đổ các chuỗi kỷ lục về cả nhiệt độ không khí lẫn nhiệt độ bề mặt đại dương. Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình toàn cầu đang cao nhất trong lịch sử, với 12 tháng qua cao hơn 1,58 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Xu hướng nóng lên toàn cầu được nhận định là khó có thể đảo ngược. Việc kìm hãm tình trạng nóng lên đòi hỏi phải giảm thật nhanh lượng khí thải nhà kính. Nhiệt độ cực cao có nhiều khả năng xảy ra khủng hoảng khí hậu với nguyên nhân chính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Các nhà nghiên cứu cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2023 đạt mức 1,45 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, thấp hơn một chút so với ngưỡng 1,5 độ. Mức 1,5 độ được coi là mốc cảnh báo tác động của khí hậu trở nên có hại cho con người và hành tinh.
Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay. Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rải rác, gió nhẹ. Nam Bộ có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng có mưa rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Quần đảo Trường Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối hôm nay, ngày 11 tháng 4. Quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.